Tại Hòa Bình, chúng tôi cam kết tử tế để bạn vững tâm sự nghiệp. Tại Hòa Bình, chúng tôi luôn là người tiên phong trên mọi phương diện và bạn là người trải nghiệm thực tế. Nhanh tay đăng ký nhận học bổng Hòa Bình Blue Compass, cơ hội dành cho sinh viên năm 3 lên năm 4 khối ngành xây dựng trên toàn quốc, trở thành thành viên chính thức của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành xây dựng Việt Nam. 20 suất học bổng, 100 triệu đồng trên một suất, tổng trị giá 2 tỷ đồng. Từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, tiếp nhận hồ sơ. Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, xét duyệt. Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8, phỏng vấn. Ngày 15 tháng 9, công bố kết quả. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, trao tặng học bổng.